Kính thưa quý vị, tem bưu điện mang hình võ sĩ Manny Pacquiao đã được lưu hành ở Phi Luật Tân, tin từ Manila, Phi Luật Tân. Ấn phẩm tem bưu điện có hình của võ sĩ Manny Pacquiao với số lượng có hạn đã được bán ra tại Phi Luật Tân trước ngày so găng mang tính chất lịch sử với tay đấm quyền Anh Floyd Mayweather. Chỉ có 500.000 chiếc tem đặc biệt và 30.000 tem lưu niệm được in bởi tập đoàn bưu chính của Phi Luật Tân. Mỗi con tem đặc biệt có giá từ 10 peso tức 22 cent và những con tem lưu niệm có giá 40 peso tức 9 cent. Hãng bưu chính Phi Luật Tân cho biết đa số các con tem đã được bán chỉ trong 2 ngày đầu tiên được công bố ra thị trường, bắt đầu từ thứ Hai ngày 20 tháng 4. Công ty cũng đang lên kế hoạch cho phép đặt hàng các con tem trên mạng Internet qua các nhà sưu tập ngoại quốc có thể mua được những con tem này. Một vài người sưu tầm tem cho biết rất hiếm khi có một con tem có in hình võ sĩ trên đó và ai cũng muốn mua cho nên chúng rất dễ được bán hết. Ông Luis Carlos, chuyên gia về marketing của công ty bưu phẩm cho biết họ muốn bất tử hóa hình ảnh của Pacquiao và trận đấu lịch sử này của anh. Con tem nhằm mục đích vẽ nên lịch sử, nó khắc họa đất nước, con người và nguồn cội của võ sĩ Pacquiao, không chỉ cho thế hệ hiện thời mà cho cả 50 năm sau. Lúc đó mọi người sẽ nhìn vào con tem và hiểu được câu chuyện lịch sử của Pacquiao trong năm 2015 khi anh đã đấu một trận đấu của thế kỷ. Trận so găng này sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 5 tại sân thi đấu MGM Grand Garden Arena tại Las Vegas giữa hai tay đấm Mayweather và Pacquiao người Phi Luật Tân và được trông chờ là trận đấu có doanh thu cao nhất trên lịch sử.